Rồi hôm nay This conference will now be recorded. Hôm nay tôi sẽ ôn cho các bạn từ cái năm mẫu pháp đầu tiên á. Mọi người sẽ nhớ là sẽ lấy ví dụ nhiều rồi cũng có không? Trong năm mẫu pháp đầu tiên. Hai, mazu nani nani ta bakari. Nani nani ta bakari. Về ta bakari ですね. Có nghĩa là vừa mới làm cái gì đó. Rồi. Mọi người đã học cái mẫu ngữ pháp này ở N4 rồi ha. Về ta bakari là nó cái mẫu ngữ pháp này nó sử dụng khi mà mình nói một cái hành động cái hành động đó nó mới vừa xảy ra nhưng mà không có nghĩa là nó mới xảy ra tại một hai phút trước mà mình cái người nói khi mà họ nói cái hành động đó họ cảm thấy cái hành động đó đối với họ là nó mới mặc dù nó có thể xảy ra một tuần trước một tháng trước chứ không nhất thiết là mới xảy ra hồi một hai phút trước. Ví dụ như mình nói là vừa mới mua cái điện thoại có tuần trước thôi mà nay nó hư rồi đúng không? Bởi vì cái điện thoại là người ta mua là phải là một năm hoặc là ít nhất phải nửa năm, hai năm chẳng hạn, nhưng mà bây giờ mới có tuần thôi thì nó đã hư rồi. Thì nó cũng giống với tiếng Việt mình thôi, mình cảm thấy cái nào mà nó đối với mình là đúng ra là nó phải dài hơn nhưng mà nó chỉ mới có nhiêu đó thôi thì mình sẽ sử dụng Veta Bakari này. Đúng không? Dù tôi mới vừa mua cái điện thoại con tuần lễ thôi hư rồi à. Mới học có 2 ngày trước thôi vậy mà quên rồi à. Mới đi Nhật hồi tháng trước vậy mà giờ đi nữa à. Đi Nhật mới đi tháng thì đối với mình thì mình nghĩ là nó mới rồi chứ còn gì nữa đúng không? Rồi bây giờ bạn nào nhớ mọi ngữ pháp này đặt giùm tôi một vài câu ví dụ đi. Yến Sang. Rồi đặt em cứ đặt đi em đặt nhiều vô đặt 5-6 cái đi ví dụ này dễ lắm ha. Okay. Thế nói tiếng Việt cho em nói được không? Không em ha tự đặt. Thì em nghĩ này sẽ lâu mất thời gian lại. Đặt được mấy câu rồi đó. Veta Bakari. Rồi bạn khác. Xong rồi. Thầy. Tam nên bài này cái con tạp bắc bạc cả đi. Một chút đâu. Một chút đâu. Tam nên bài này cái con tạp bắc cả đi. Bắc cả đi đấy sự. Người ta hỏi mình là cái hôn khi nào vậy? Sáng em mày đi kể con đi đây. Đây, tôi mới kể hôn bàn trước. Kyo nên ni hôn ế ki tạ bạc cả đi. Kyo nên ni hôn ế ki tạ bạc cả đi. Bạc cả đi được sự. Đây. Đây. Tên xem ra chữ Pasokon o kai ta bakari. Bakari na no ni koware chatta. Đặt cho có cái câu nó hay hay chút xíu ha. Hai. Được chưa? Tên ghi chữ Pasokon o kai ta bakari na no ni. Chatta bakari na no ni koware chatta. Koware chatta. Hai. Koban.
Nghĩ tiếp theo còn mẫu nào nữa không? Rồi, rồi đó. À, hoặc là ở đây nó có một câu rất hay nè. Masaka okita, masaka ima okita bakari. Okita bakana. Ok, tôi nhầm nhé. Okita bak bakana no. Cái này là kiểu như là cái văn văn nói á, người ta hỏi là ủa lẽ mày mới vậy luôn á hả? À, có cái câu đó ha. Nhìn mặt đời đời giờ ta hỏi là masaka okita bakana no. Bakari là cái Bakka là cái văn nói ngắn của Bakari á, à, của Bakari ha, Bakka. Sao mẫu thứ hai, mẫu này có ai thắc mắc gì không? Mẫu số 1 này có ai thắc mắc gì không? Rồi, mình sang mẫu số 2 ha. Yoni narimas, yoni naru. Nani nani yoni narimas. Bạn nào nhắc lại cho ta mẫu này là ý nghĩa gì và cách sử dụng như thế nào? Hà Trang sao? Thầy, cái mẫu ngữ pháp mà yoni naru này thì là nó được ý nghĩa là trước kia thì mình chưa làm được một cái gì đó thì bây giờ thì mình đã trở nên có thể làm được. Ừ, trước kia mình chưa làm được cái gì đó, làm được rồi. Ví dụ như trước kia tôi không nói được tiếng Nhật nhưng bây giờ tôi đã nói được tiếng Nhật. Trước kia tôi giờ không nấu ăn được nhưng bây giờ tôi đã nấu ăn được. Không? Rồi bây giờ tôi đã có thể trở thành cái người có thể chăm sóc cho gia đình. Em lấy ví dụ một câu đúng không ạ? Kono pasokon mai wa kono pasokon o chukara nakatta desu kara ima wa chukaeru you ni natta. Mou ichido. Nae wa pasokon o chukara nakatta desu kara ima wa chukaeru you ni natta. Pasokon ga chukae natta ga thường thì ở phía sau nó sẽ xuất hiện thể khả năng nhiều ha. Ở trước vô ní á, nó sẽ xuất hiện thường xuất hiện thể khả năng ha, hoặc là thể từ điển. Nói chung là nó, các bạn thấy ở đây nó sẽ, nó dùng thể hiện một cái sự biến đổi, thay đổi. Trước kia chưa làm được cái gì, bây giờ đã trở nên làm được. Trước kia không có, bây giờ đã trở nên có. Thì thường dùng với những động từ mang thể khả năng hoặc tự động từ thể hiện khả năng. À, hoặc là động từ thể hiện khả năng, ví dụ như là gì ạ? Mieru nè, và karu kikoeru nado ha. Nado, vân vân ha, cộng với yoni naru. Rồi, hoặc là có một cái dạng thể câu như thế này ha. Takai biru ga tatta no de mado kara yama ga mienai mienaku narimashita. Mienaku narimashita. Nó không phải là dồn ý, không? Nhưng mà các bạn thấy ở đây cái ý nghĩa mình dịch cứ bình thường thôi. Mienai, mienai. Như vậy thì là mienaku narimashita. Có nghĩa là trở nên không nhìn thấy, đúng không? Trở nên không nhìn thấy được nữa. Cũng là sự thay đổi ha.
Ví dụ như ở đây người ta nói là takaku narimashita, nedan ga takaku narimashita, có nghĩa là cái vật giá nó trở nên cao hơn, đúng không? Cái vật giá nó trở nên cao hơn. Yasuku narimashita, trở nên rẻ hơn. Như vậy thì cái tính từ đuôi y mình chỉ cần bỏ y cộng với ku narimas. Thì tương tự như vậy, cái mienai ở đây nó cũng là tính từ đuôi y ha. Đưa về dạng thể này thì nó là tính từ đuôi y. Cho nên mình bỏ y thêm ku narimas thì nó cũng thể hiện cái sự thay đổi. Rồi bây giờ bạn nào đặt tiếp? Linh Sang, em đặt tiếp ví dụ đi. Hai. Nihongo o benkyou shita ra utai you ni narimashita. Nihongo o benkyou shita ra utaeru you ni narimashita. Em phải nói là Nihong uta. À, Nihong no uta. Nihong no uta. Gá nha. Uta yo ni narimashita. Dạ. Hai, suy Trinh Sang. Hai. Godomo toki. Godomo. Oyog. Godomo toki oyog. Koto ga dekinakatta ga ima oyog you ni narimashita. Nhưng mà em phải thêm vô, ví dụ như hồi xưa mình là trẻ con, thời trẻ con á, mình không bơi được, nhưng mà tại sao bây giờ mình lại bơi được? Phải thêm cái đó vô cho nó hay ha. Mỗi chế độ. Mainichi renshu yatta naru. Kodomo no toki. Kodomo no toki. Oyogu koto. Oyogu koto. Dekinakatta. Ima mai nichi, mai siu kana. Katta desu ga. Ima mai siu. Không, em phải nói là desu ga, nhưng mà em luyện tập ha. Mai siu. Mai siu. Mai siu. Mai mỗi tuần bao nhiêu lần đó ha? Mai siu. Mai siêu hoặc là em có thể nói là con này là siêu nikai ha. Đó, siêu nikai có nghĩa là mỗi tuần hai lần. Siêu nikai renshu kara ima oyogu yo ni narimashita. Ima oyogeru. Oyogu. Oyogeru. Tại sao biết oyogeru không? Trở nên có thể rồi mà. Khả năng chứ. Dạ. Yeah. Có thể bơi. Tại vì hồi lúc mà em nói em trẻ con em đã không bơi được, thì bây giờ trở nên bơi được thì nó sẽ khả năng ha. Oyogeru. Yoni narimasu. Geru yoni, ge yoni. Geru yoni mà, tôi xem nhà mà thiếu á. Rồi. Có ai đặt nữa không? Cho em một câu ạ. Hay, đâu rồi? 1年前に漢字を読めなかったが、今は漢字を読めるようになりました。漢字が、漢字が、
読めなかったが。ですが。ですが。今読めるようになりました。はい。Rồi mình xem mẫu tiếp theo. Các bạn nào thắc mắc gì về cái mẫu này không? Ví dụ nói là hồi xưa xấu quá, không có bạn trai, nghĩa là đi thăm mỹ viện, sau đó là đẹp lên rồi bây giờ có bạn trai rồi. Đã trở lại. À, thì em nói rồi. Thằng nên mày nị mà đã đâu cứ xin để sự gạ. Ima kire ni natte koi to ga dekiru yo ni narimashita. Sannen mae ni. Sannen mae ni. Ara dokushin. Datta. Dokushin datta ga. Ima kire ni. Kire. Kire ni. Kire ni natte. Natte kara.恋人ができるようになりました。彼氏。彼氏。彼氏。できるようになりました。じゃあ、来、はい。Mẫu số 2, mẫu số 3. Sorry mọi người ha. Được quyết định là, sắp xếp là, hoặc trở nên là cái gì đó. Mọi người đã học rồi. Cái koto ni nadimasu và koto ni shimasu ha. Vậy koto ni shimasu là mình quyết định mình làm cái gì đó. Còn cái koto ni nadimasu là ai đó quyết định cho mình làm một cái gì đó. Đúng không ạ? Ai đó quyết định cho mình làm một cái gì đó.Ai đó quyết định chứ không phải là mình quyết định ha. Ví dụ như là gì, à, công ty quyết định cho mình đi công tác nước ngoài, công ty quyết định cho mình đi đi kiến tập, hoặc là rồi cha mẹ thì quyết định mình phải kết hôn cái ngày đó. Chẳng hạn giờ ở Việt Nam mình có một phong tục đúng không, cha mẹ thì quyết định cái ngày kết hôn con cái, vân vân. Rồi hiệu trưởng trường thì quyết định cho mình chuyển trườngことになります。Nó khác với yoni narimasu nha. Yoni narimasu là trở nên, nó thay đổi cái gì đó mà trước kia không có. Còn cái koto ni narimasu này, ai đó quyết định một cái việc gì đó. Người khác quyết định chứ không phải là mình. Như vậy thì trước koto nó sẽ có hai, nó sẽ có hai động từ ha. Một cái là động từ thể gì ạ? Phủ định, và cái động từ thể khẳng định.Veru và Vena. Nếu mà Vena thì là gì? Quyết định không làm cái gì đó. Còn Veru là quyết định làm cái gì đó. Rồi.Rồi bây giờ một bạn nào đặt giùm tôi cái ví dụ về mẫu pháp này đi. Yến San. Bố cử á. Cái Natara. Watashi. Watashi tachi á. Wakareることになってよ。もう一度。僕が、変えなったら、私たちが別れることになってよ。không hiểu, không 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 h
đọc lại lần nữa. Boku ga kainatara. Kainatara là sao? Thay đổi là xem. Nếu như không thay đổi là nếu như thay đổi. Nếu như không thay đổi à? Thì là nay. Thì em bảo kia kainatara. Như vậy thì em nói là nếu mà không thay đổi đó, nếu mà không thay vâng. đổi thì mình chia tay, đúng không? Vâng. Khi mà em nói câu đó, em nghĩ ai là người quyết định chia tay đó? Vâng, em hiểu rồi. À. Câu khác. Chứ nếu bạn khác thì em nghĩ lại là em thử câu ạ. Hai. Bê tô nà mươi ê thay ra Kaeranaikotoになりました. Tại sao? Không nghĩ. Ai đã quyết định là mình không về Việt Nam hả? Đúng không? Ai đã quyết định là mình không về Việt Nam? Ai đã quyết định cho mình là không người Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo câu số 2. À, bây giờ tôi kể cho bạn Đạt ha. Cái chế độ của thu nhập sinh á thì sau khi 3 năm là về nước. Đó. Nói thế nào? Chế độ thu nhập sinh. Chị xíu xé. Cái hạn chế ha. Giới hạn hạn chế là cái đấy là chữ hán nhưng không biết cái gì. Hoặc là các bạn cũng có thể nói từ này cũng được. Từ CEDO mà chế độ ha. CEDO của Sanekan o watte kara Vietnam e kaimasu suru koto ni narimasu. Xin xe sân nick của em không tắt được ý ạ. Để em tắt dùm cho. Rồi, tiếp câu nó đi ha. Rồi mình sang mẫu khác. Em đặt thử câu thế. Hay. Rashino ni kiyobi. Nhân ヤングを仕事をすることになりました。なのに、僕はですが、フェティブの顔だと、ジャンプで言ってるのを言うのかもね。あ、本当にバーラー。あ、来週の日曜日、休みなのに、ヤングをすることになりました。休みなのに、残業することになりました。あ、なります。はい、先生、ごめん。はい。
Rồi, mình sang mẫu tiếp theo. とっても何々ない とっても何々ない Rất là không thể cái gì đó. Không thể nào mà. Không thể nào mà ha. Cái mẫu này có thể là nó vừa lạ mà nó vừa quen ha. Vừa lạ mà nó vừa quen. Tại sao tôi nói như vậy? Thì nó là đã học ở N4 rồi. Cho nên nó vừa lạ mà nó vừa quen là vậy đó. Rồi như vậy thì totemo venai không thể, nói chung là dùng để thể hiện một cách mạnh mẽ rằng là tôi không thể nào làm được việc đấy. Thì mọi người đã học á, có một cái từ là gì ạ? Như thế đấy, như vậy, sonakoto, một cái điều mà như thế, một cái việc mà nói chung mà nó như vậy là tôi không thể nào làm được cái việc mà như vậy. Cái việc mà nó đến mức như thế thì tôi không thể nào làm được. Sonna ni muzukashi koto watashi ni wa tottemo dekinai. Tottemo dekinai. Tottemo cộng với venai. Ví dụ ở đây ta có trong câu là sonna koto watashi ni wa. Watashi ni wa có nghĩa là gì? Là ở cái lập trường là tôi á. Watashi ni wa. Ở cái lập trường là tôi thì tottemo dekinai. Và takusan tabetara mo Ikkomo tottemo tabedare nai yo. Tôi ăn rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ dù một cục nữa thì tôi cũng không thể nào mà ăn được. Thay vì mình cứ thường hay mà nói là takusan tabeta kara mo ikkomo tabedare nai yo. Mo ikkomo tabedare nai yo. Bây giờ mình thêm tottemo vào tottemo được, có nghĩa là rất là không thể nào mà ăn được nữa. Cái mức mà giờ tôi no căng bụng luôn rồi đó ha. Mọi người có hai cách đọc, thường là đọc totemo hoặc là totemo. Totemo hoặc totemo. Ở đây thì nó có phiên âm ra cái chữ furigana cho các bạn đọc ha. Kono koto o ichiichi de yaru koto wa boku ni wa totemo dekinai. Cái công việc này mà làm trong một ngày á thì cái điều đó nó là gì ạ? Đối với tôi, ở lập trường là tôi thì nó hoàn toàn không thể. Rất chi là không thể. Là bô cử ni qua, được không ạ? Kono uchikushi ie wa totemo takakute kainai. Kainai. Một cái nhà này thì rất là đắt, cái nhà đẹp này thì nó rất là đắt và không thể nào mua được. Kono hon wa totemo muzukashi no de watashi ni wa yomenai. Cái cuốn sách này rất là khó, cho nên là đối với tôi thì không thể đọc được. Vừa lạ mà vừa quen là sao? Các bạn thấy hai câu 4 và câu 5 này nó rất là quen, đúng không? Totemo takai hoặc là totemo muzukashi thì nó rất là quen. Còn 1, 2, 3 ở trên thì nó không phải là totemo. Một totemo đứng trước một cái tính từ đuôi y hay đuôi na nào đó nữa, mà nó là đứng trước một cái động từ đưa về thể nai, thì mang cái ý nghĩa là mình rất chi là không thể thực hiện được cái này. Nó rất là khó đối với mình, cho nên là mình
rất là không thể nào thực hiện được. Được không ạ? Vừa lạ mà vừa quen là như vậy ha. Rồi, bạn nào đặt giùm tôi một vài mặt. Bruno vô được. Có thêm một bên kêu Snai. Isogashi, à kêu kêu nó vô vô gì á? À được nó đấy. Có thêm một bên kêu Snai. Yo, 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 Yogi ga aru node totemo benkyou shinai. はい。これは、うん、タイの料理ですか？辛い、あ、辛すぎるので、あ、とても食べないよ。これはタイの料理ですか？タイの料理ですか？辛すぎなので。辛すぎ、もちろん辛すぎや。辛すぎなので。とても食べないよ。食べられない。はい。わ、もっと。とても食べられない。です。はい。もう一度。はい。これはタイの料理ですか？嫌すぎなので、とても食べない。もう一度。これはタイの料理ですか？辛すぎなのでとても食べられないです。はい。Mọi người như chưa quen với cái cách sử dụng thể khả năng hay sao á. Mình ví dụ mình nói câu tiếng Việt của mình là à, cái món ăn là món Thái đúng không vậy? Vì nó quá cay cho nên là tôi không thể ăn được. Chứ có ai nói là vì nó quá cay cho nên là không ăn không? Cũng được ha, nhưng mà cái câu này nó không đúng. Hay. Bởi vì ý thật sự các bạn đang muốn nói là vì nó quá cay cho nên mình không thể ăn được. Ai chị? Em thử một câu ạ. Hay đâu rồi. Kono test wa 1 jikan de zaru koto wa totemo することはとてもできない。誰めない。あ、私はとてもできない。もう一度。じゃあ、例えばを抱かえ。よね。このテストは1時間でやることを。私に、とてもできない。はい、次。Chị. Có ai đặt nữa không? Rồi nếu không thì mình qua mẫu cuối cùng. Để em đọc thử cái này xin xem.
Mẫu sao đi em ha. Kono. Mình phải phản ứng nhanh lên. Rashi. Dạ. Rashi có nghĩa là gì? Các bạn học style và Rashi chip boy chưa? Học rồi. Style và chip boy ha. Style với lại Rashi á, nó giống nhau. Nó đều có ý nghĩa là gì ạ? Giống như cái gì đó khi mà các bạn so sánh thằng A giống B. A giống B hả? Hoặc là B giống A cái gì đó. Đó. Như vậy thì lúc trước tôi hướng dẫn rồi, cái Rashi và cái Mitai nó khác nhau chỗ nào? Mitai là khi mà các bạn nói so sánh nó giống với một cái gì đó. Nó giống với một cái gì đó nhưng thực tế nó không phải là như vậy. Ví dụ như đó nha. Cái thằng đó con trai nhưng mà ăn giống con gái, đó. Con nhỏ đó là con gái nhưng mà ăn mặc tomboy giống như con trai, đó. Ăn mặc tomboy giống như con trai ha, giống như con trai. Như vậy thì các bạn thấy cái việc mà so sánh à, cái giống như con trai đó đó, cái quần áo giống như con trai đó đó, thì mình đang so sánh là giống với cái quần áo con trai nhưng thực tế người đó là ai, là con gái, được không? Cái thằng này là con nít nhưng mà cách nói chuyện giống như người lớn, thì đó là gì? Nó là con nít, thực tế nó là con nít và không thay đổi, không thể nào thay đổi được, nó vẫn là con nít nhưng mà cách nói chuyện của nó giống như người lớn. Mình đang so sánh một cách gọi là gì ạ, trong tiếng Việt mình có cái gọi cái đó gọi là cái gì quên rồi ta, ngày xưa mình vẫn đi học á, không phải là không phải là nhân quá, là mà giống như là nói quá lên á ha. Rồi à, với lại Rashi thì nó khác nhau chỗ nào? Rashi nha, mình so sánh nó cũng mang tính chất là so sánh giữa A và B nhưng mà nó so sánh đúng với thực tế, được chưa? Có nghĩa là gì? Hôm nay bây giờ bên Nhật đang là mùa gì ạ? Đây là mùa hè đúng không? Đây là mùa hè thì mình sẽ nói là gì? À hôm nay ha, nó nóng, gọi là nóng cháy da luôn, đúng chất của mùa hè. À, nóng cháy da luôn, đúng chất của mùa hè ha. Kyo wa natsu rashi. Mecha kucha atsui hi datta. Hoặc là tottemo atsui hi datta. Hoặc là tottemo mushi atsui datta. Thì lúc đó các bạn sẽ nói là gì ạ? Naturashi, giống như mùa hè à, một cái ngày nó rất là nóng gây gắt. Như vậy thực tế là gì? Mùa gì? Mùa hè. Và hiện thực mình đang so sánh là nó đang nóng gây gắt, giống như cái bản chất của mùa hè đó. Như vậy thì thực tế nó vẫn là mùa hè, thì các bạn sẽ sử dụng là rashi à. Ngày hôm nay mát mẻ đúng kiểu mùa xuân à, ví dụ như tới tháng 2, tháng 3 rồi đó đúng không? Mình nói là gì ạ? Haru rashi, kyo haru rashi, atatakai hi datta. Rồi, ngoài ra ha, thì cái Rashi nó còn một cái ý nghĩa khác nữa. Trông có vẻ như là, tức là khi mà mình không chắc chắn một cái gì đó thì mình sẽ nói là Rashi. Ví dụ người ta hỏi bạn là a, kyo Tanaka san kimasu ka? Ngày hôm nay Tanaka có tới không? Các bạn nói sẽ nói là gì ạ? À, kuru Rashi yo. Nghe nói là tới đó. Kuru Rashi yo, hình như là tới đó, nghe nói là tới đó. Rồi, cái thằng người vợ hỏi người chồng nè. À, con mình ăn cơm chưa vậy? Kodomo tachi wa gohan o tabemashita ka? Hiru gohan o tabemashita ka? Ông chồng ông nó không chắc. Ông nói à, tabeta rashi. Hình như nó ăn rồi á. Rồi mọi người tham khảo 5 cái ví dụ này ha. Tokyo de wa mo sakura ga saiteru rashi. Hình như ở Tokyo là nó đã gì ạ? Nó đã có hình như đã nở hoa anh đào rồi. Sono ega wa abari omosuroku nai rashi no de taro ega ni shimasu. Có nghĩa là gì? À, cái phim đó thì nghe nói là vì nghe nói là nó không có thú vị lắm cho nên là tôi đã chọn cái phim khác ha. Uchi no denwa wa doka
壊れてるらしい。Cái điện thoại nhà tôi thì hình như nó bị hư ở chỗ nào đấy. Mình không xác định được đúng không? Mình không xác định rõ được thì mình sẽ nói rashi thôi. Tanaka san wa ongaku ga suki rashi. Anh Tanaka hình như là à, anh thích âm nhạc thì phải. Có vẻ anh thích âm nhạc thì phải. Ano ie de party ga aru rashi. À, cái nhà bên kia thì hình như là đang có party hay sao ấy. À, mình đâu chắc chắn được. Mình sẽ nói là à, ủa hình như đang có party hay gì á. Tiếng Việt mình cũng hay nói như vậy đúng không? Thì đây là một cái ý nghĩa thứ hai của cái rashi. Còn cái ý nghĩa thứ nhất là lúc nãy tôi nói các bạn là so sánh với một cái gì đó mà đúng hiện thực nó là như vậy. Ví dụ ngày hôm nay ấm áp đúng kiểu mùa xuân, nhưng thực tế là nó đang là mùa xuân này. À, mình đang nói, cái người nói đang đứng tại cái thời điểm, đang tại cái thời điểm là mùa xuân. À, ví dụ bây giờ các bạn bước ra khỏi nhà để ở Nhật đó, mình sẽ nói à ngày hôm nay nóng gay gắt như mùa, đúng chất mùa hè luôn. Thì cái thực tế là cái gì? Đang là mùa hè mà. Và mình đang đứng giữa cái nắng này này hả? Rồi, ngoài ra ha, ngoài ra thì các bạn nên ghi chú thêm là rashi á, nó còn được sử dụng khi mà thể hiện cái hành vi, tính cách của con người. Ví dụ như là kodomo rashi nè, à, như là một đứa trẻ con, onano rashi là à, nữ tính ha, otoko rashi là gì ạ, nam tính, otona rashi là gì ạ, tính gọi là chuẩn chạc ha, người lớn, tính người lớn, tính chuẩn chạc. Rồi, bạn nào thử đặt cho mình cho thêm vài cái ví dụ để mà bỏ túi đi nào. Cái này nữa. Em thử đọc câu. Tính sao đâu rồi? Đây. Nyongin sensei là si. Min sensei ga nyongo o oshiete oshiru koto o. Gì? Nói đi. Ok. Em thử xin không biết chưa? Nihongjin sensei là gì? Mình sensei là Nihongo Oshiemasu. Nihongo Oshiemasu. Nihongjin sensei mira Nihongjin sensei rashi Min sensei ga Nihongo o oshiemasu Oshiemashita. Ý là muốn nói với cái câu nó sai rồi. Sensei mình thì dạy tiếng Nhật như là Nihongjin là hình như là sensei người Nhật ấy. Sai rồi. Nãy giờ sensei giải thích em không hiểu à? Tức là em so sánh cái gì đó mà hiện thực nó khác với cái điểm đang so sánh đó. Là mi tai. Hiện thực là sensei là người Việt Nam mà. Còn em so sánh nhưng mà còn cái tai. Và cái này sensei giả em hiểu, thế nên nhưng mà cái em có cùng một cái mục đích chung nữa là sensei ấy ạ. Cái đấy không được thì gì ạ? Cùng là sensei ấy thì em kiểu như là như một cái câu mà trước con mà nói như là người lớn ấy. Cái câu bên dưới là cách nói chuyện thì như là người lớn ấy, nhưng mà thật ra nó không phải là người lớn, nhưng mà nó có cái cách, nó vẫn là trước con, nó có cái cách nói chuyện. Không được, em thử. Đây câu này là người ta nói người cách nói chuyện nó gì à, nó không giống thằng con mà. Đó, người ta dùng cũng dùng đào si ấy.
thì thật ra nó không phải là người lớn đúng không? Em phải hiểu là cái dashi này là chỉ xài cho một vài cái trường hợp đặc biệt nói về tính cách thôi. Rồi. Đó là sử dụng mitai mới đúng nha. Rồi, không là sử dụng mitai. Cho em xin một cuốn xin ý đồ khác, tôi gọi bạn ca giúp em. Rồi, bạn nào tiếp theo, ca sang, bạn ca. Hey. À, em thử một câu, đúng không? Em dựa vào mấy ví dụ bên người xem nhé. Kono ryori wa amari oishi, amari oishiku nai rashi no de. Hoka no ryori ni shimashita. Rồi ní. Rồi mình có thể dựa vào câu này mình đặt ra những câu khác rất nhiều. Hay tiêu. Tiếp theo, Linh Sang. Hai. Ima Vietnam ni taifu ga aru rashi. Hả? Ima Vietnam ni taifu ga aru rashi. Deva. À. Tai. Taifu ga aru. Taifu ga kuru rashi. Bảo tới ha. Hai. Minna, Minjo, Minna, Tahinata, Minata, Minpai Stay, Tai Puni, Yo, Kete, That's right. Hey. À. Hai chị. Em chưa đưa ra âm đồng tổ. Otona nasa no mi aruki kata wa otona rashiku nai. Ô tô đã ô tô nga và nga tắt nô mi aruki kata wa ô tô nga ra sku nai tại cái thằng ra si này á nó cũng là tính từ đi thôi cho nên là các bạn đưa về từ nay đưa về như mỗi tính từ đi khác thì được hết ha. Rồi. Rồi. Nào nữa đặt không ạ? Em một câu nữa ạ. Em rồi. Watashi wa zousei rashi keso o anmari shinai. Có được không ạ? Watashi wa zousei rashi. Onna no rashi. Onna no rashi. Keso. Trời ơi, cái bàn phím nó bị sao? No rashi. Onna no rashi. Keso o. Keso o. Si te. Imasen. Stay imasen. Thôi được rồi, mọi người nghỉ đi ha. Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ. Yoshimatsu. Hai. 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 Hai.